Xin chào anh em, mình là anh Nguyễn. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của TB Lab. Mình vừa được ông chú bên IA cho mượn chiếc màn hình M27Q. Anh em nghe tên lạ không? Lạ quá luôn đấy chứ. Tại vì chiếc màn hình này thậm chí còn chưa được bán ở Việt Nam cơ mà. Giá của chiếc màn hình M27Q này thì mình nghe một số thông tin là giá của nó khoảng tầm 11 triệu. Nhưng mà mình cũng không chắc chắn nữa, tại vì hiện tại cũng chưa được bày bán, cho nên không thể nào biết chính xác giá của nó được. Thoạt nghe qua thì nhiều anh em sẽ thấy chiếc màn hình này có giá tương đối cao đúng không nào? Nhưng mà anh em tin mình đi, nếu mà chiếc màn hình M27Q này có giá khoảng tầm 11 triệu thì nó sẽ rất là rẻ so với những gì nó đem lại cho chúng ta. Tại sao mình lại nói như thế? Vậy thì chúng ta cùng đi vào xem chiếc màn hình M27Q này có gì nhé. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, với một chiếc màn hình mới thì cũng phải có một cái tên mới đúng không nào? M27Q với 27 là kích thước, Q là độ phân giải 2K. Còn M là cái gì mà nghe lạ nhỉ? Theo mình được biết thì M là mobile hay KVM. Vậy có nghĩa là chiếc màn hình này sẽ cho anh em kết nối với chiếc điện thoại của anh em và được kết nối thông qua cổng Type-C. À mà lưu ý là hình như hiện tại chức năng này chỉ được hỗ trợ tốt nhất cho Samsung và Huawei thôi hay sao ấy. Mình đã thử kết nối với Rockfone và Realme thì lại không có tín hiệu. Màn hình M27Q được trang bị tấm nền IPS với kích thước 27 inch. Tần số quét lên đến 170Hz, kèm với đó là tốc độ phản hồi 0.5ms, có công nghệ HDR nữa. Và thừa kế tất cả những công nghệ mà màn hình của Gigabyte đã làm từ trước, trang bị đầy đủ tất cả các cổng kết nối cần thiết như đây anh em cũng thấy. Một cổng tai nghe 3.5, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng Type-C, một cổng USB 3.0. Và tất nhiên không thể thiếu là cổng cấp nguồn. Vẫn là lối thiết kế cực kỳ chắc chắn nhưng không thiếu phần thẩm mỹ cho M27Q. Theo mình nghĩ đây sẽ là lối thiết kế đặc trưng mà Gigabyte sẽ theo đuổi, do mình thấy khá nhiều mẫu màn hình của Gigabyte đã và đang làm theo form này rồi. Phần thiết kế thì mình sẽ chỉ nói sơ sơ qua thôi, do là mình thấy em nó cũng không khác gì nhiều so với chiếc màn hình G32QC mà lúc trước mình đã review rồi. Chỉ khác là M27Q này được trang bị thêm một nút KVM ở phía trên núm điều chỉnh để chuyển sang chế độ kết nối với điện thoại. Và một điều nhỏ đáng chú ý ở đây là vẫn như những sản phẩm khác của Gigabyte, hãng rất biết chiều lòng cũng như là quan tâm từng ly từng tí tới người dùng luôn. Là cái này này, chiếc M27Q này sẽ kèm thêm một thanh nhựa để chặn trục nâng của màn hình. Điều này sẽ giúp cho anh em khi vận chuyển hay di chuyển sẽ an tâm hơn. Qua quá trình trải nghiệm thực tế thì mình thấy M27Q này có màu sắc cơ bản khá là tuyệt vời. Cũng có thể tùy chỉnh tông màu sao cho anh em thấy phù hợp nhất. Mà theo mình nghĩ cũng không cần phải chỉnh nhiều đâu, nó đẹp sẵn như thế này rồi cơ mà. Màu sắc tương phản rất tốt. Điều này mình nghĩ là M27Q không chỉ chiều lòng được anh em game thủ mà nó có thể chiều lòng được cả những anh em làm đồ họa luôn chứ. Anh em đã nghe qua phần review nhanh về chiếc màn hình M27Q này rồi thì thấy như mình nói ở trên ấy, nếu chiếc màn hình này có giá khoảng tầm 11 triệu thì nó rất là rẻ so với những gì nó mang lại cho chúng ta. Em thấy có đúng không nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa thì anh em hãy đăng ký kênh TB Lab để theo dõi những thông tin cũng như là sản phẩm mới nhất nhé. Và mình là Hải Nguyễn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé.